gái ơi đừng theo anh nữa, em có thương anh nhiều không? Anh rất bực mình, đừng như thế, hay để anh thoải mái chơi đi. Càng ngày em gái mình cứ đi vòng quanh và bám lấy mình hoài, thật phiền. Ôi em gái ơi, anh không biết giờ phải làm sao đây. Em gái ơi đừng theo anh nữa, em có thương anh nhiều không? Anh rất bực mình, đừng như thế, hay để anh thoải mái chơi đi. Con thương mẹ của con nhiều.
Hey!
Mẹ yêu dấu ơi, bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ yêu dấu ơi, đừng để con một mình. Dù buồn thế nhưng vẫn chờ mẹ quay về. Ôi mẹ hiền dấu yêu, sẽ sớm trở về thôi. Mẹ yêu dấu chờ mẹ quay về, ôi mẹ hiền dấu yêu sẽ sớm trở về thôi. Mẹ yêu dấu ơi, bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ yêu dấu ơi, đừng để con một mình. Dù buồn thế nhưng vẫn chờ mẹ quay về. Mẹ hiền dấu yêu sẽ sớm trở về thôi. Mẹ yêu dấu ơi, bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ yêu dấu ơi, đừng để con một mình. Dù buồn thế nhưng vẫn chờ mẹ quay về. Ôi mẹ hiền dấu yêu sẽ sớm trở về. Oh, em bé buồn
đâu. Ồ, em bé buồn vệ sinh đúng không? Đừng lo lắng vì có ta rồi. Thật êm ái và thoải mái hơn. Dù thật khó, có ta rồi. Giờ đừng lo lắng và đừng khóc nhé. Ta luôn ở bên và chăm sóc em. Đừng lo nhé, hãy thật vui nhé. Bảo vệ em luôn an toàn. Yay! Ồ, em bé buồn vệ sinh đúng không? Đừng lo lắng vì có ta rồi. Thật em ai và thoải mái hơn. Dù thật khó, có ta rồi. Giờ đừng lo lắng và đừng khóc nhé. Ta luôn ở bên và chăm sóc em. Đừng lo nhé, hãy thật vui nhé. Hãy nhìn xem, ta mới đến rồi. Không bác sĩ, ồ không bác sĩ hãy giúp con. Tay Elsa, tay Elsa đang rất đau. Đừng lo Lucy, đừng lo Lucy, bác sĩ đây. Bác sẽ chăm sóc Elsa nhanh khỏe lại. Ồ không bác sĩ, ồ không bác sĩ hãy giúp con. Tay Elsa đang rất đau. Đừng lo Lucy, đừng lo Lucy, bác sĩ đây. Bác sẽ chăm sóc Elsa nhanh khỏe lại. Ồ không bác sĩ, ồ không bác sĩ hãy giúp con. Bỗng nhiên bụng không bình thường, con rất đau. Đừng lo Pando, đừng lo Pando, bác sĩ đây. Bác sẽ chăm sóc cho con nhanh khỏe lại. Ồ không bác sĩ, ồ không bác sĩ hãy giúp con. Bỗng nhiên bụng không bình thường, con rất đau. Đừng lo Pando, đừng lo Pando, bác sĩ đây. Bác sẽ chăm sóc cho con nhanh khỏe lại. Ồ không bác sĩ, ồ không bác sĩ hãy giúp con. Bỗng nhiên con thấy đau chân, con rất đau. Đừng lo Buffo, đừng lo Buffo, bác sĩ đây. Bác sẽ chăm sóc cho con nhanh khỏe lại. Ồ không bác sĩ, ồ không bác sĩ hãy giúp con. Bỗng nhiên con thấy đau chân, con rất đau. Đừng lo Buffo, đừng lo Buffo, bác sĩ đây. Bác sẽ chăm sóc cho con nhanh khỏe lại. Đừng đi làm ba ơi. Ba ơi ba ở nhà nhé. Hãy ở nhà chơi với chúng con. Chúng con cần ba cô. Đừng đi làm ba ơi. Ba ơi ba ở nhà nhé. Bọn con rất muốn có ba vui chơi cùng chúng con. Ô đừng buồn nha con yêu. Hãy ở nhà đợi ba. Làm xong ba sẽ chơi với các con. Hãy đợi chờ ba về. Hey. Đừng đi làm ba ơi. Ba ơi ba ở nhà nhé. Hãy ở nhà chơi với chúng con. Chúng con cần ba cô. Đừng đi làm ba ơi. Ba ơi ba ở nhà nhé. Bọn con rất muốn có ba vui chơi cùng chúng con. Buồn nhà con yêu. Hãy ở nhà đợi ba. Làm xong ba sẽ chơi với các con. Hãy đợi chờ ba về. Cần ba cô. Đừng đi làm ba ơi. Ba ơi ba ơi
con yêu hay ở nhà đợi ba. Làm xong ba sẽ chơi với các con hay đợi chờ ba về.
chơi của bạn mình đẹp quá đi. Nhìn lại đồ chơi của mình thì bé tí teo. Mình chỉ muốn có những chiếc đồ chơi của bạn mà bạn mình không cho. Ôi sao thật buồn quá đi. Đồ chơi của bạn mình đẹp quá đi. Nhìn lại đồ chơi của mình thì bé tí teo. Mình chỉ muốn có những chiếc đồ chơi của bạn mà bạn mình không cho. Ôi sao thật buồn quá đi. Nhìn kìa đồ chơi của bạn mình đẹp quá đi. Nhìn lại đồ chơi của đồ chơi của bạn mà bạn mình không cho. Ôi sao thật buồn quá đi. Nhìn kìa đồ chơi của bạn mình đẹp quá đi. Nhìn lại đồ chơi của mình thì bé tí teo. Mình chỉ muốn có những chiếc đồ chơi của bạn. Bạn ơi hãy cho tớ thử chơi đồ chơi của bạn. Nhìn kìa đồ chơi của bạn mình đẹp quá đi. Nhìn lại đồ chơi của mình thì bé tí teo. Mình chỉ mong muốn có thể được chơi với bạn. Này người bạn của tớ, tớ muốn được chơi với cậu.